Xin chào mọi người nha, em tên là Nhi. Hiện tại em đang làm việc và công tác tại xe máy 7-2 không ạ. Địa chỉ cửa hàng của em á, là ở đường NE8, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Số điện thoại của em 033-105-163 nha mọi người. Số điện thoại em có để trên cái màn hình đó, thì mọi người có thể gọi trực tiếp cho em cũng được, mà nhắn tin liên kết với Zalo của em cũng được nha. Zalo của em là Linh Nhi nha mọi người. Thì hôm nay cũng gần tới ngày 30 tháng 4 một năm rồi, thì Nhi sẽ cập nhật cái giá của chiếc dòng xe Mino cho mọi người nha. Thì có cái dòng xe này á, thì hiện tại cửa hàng em đang có 3 màu, màu đỏ đen, màu đỏ và màu đen xanh nha mọi người. Thì cái này thì giá của Nhi hiện tại em đang bán á là 29 triệu nha mọi người, đã bao gồm phí VAT cho mình rồi nha. Cái dòng xe này thì mình không cần trả trước cho em nha, em hỗ trợ cho mình trả trước 0 đồng. Mấy cái dòng xe này, dòng xe mà những anh thanh niên muốn đam mê độ đi thấp rồi. Cái này em có hỗ trợ lên màu cho mình nha mọi người, hỗ trợ lên màu, mỗi xe lên màu là 1 triệu rưỡi nha mọi người, 1,5 triệu tới 2 triệu nha. Thủ tục của khi cần làm hồ sơ á, mọi người muốn mua góp á, thì thủ tục rất là đơn giản mọi người ha, chỉ cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân là em có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ rồi nha. 30 tháng 4 một tháng 5 đây thì bên cửa hàng em có cái ưu đãi giảm giá cho khách hàng á, thì những khách hàng nào mà liên hệ trực tiếp với em hoặc là nhắn tin trước với em á, thì em sẽ giảm cho mỗi người từ 2 triệu tới 3 triệu nha. Trên em tính theo giá trị của chiếc xe nha. Để em nhắc lại số điện thoại của em một lần nữa cho mọi người nắm rõ hơn nha. 033-105-163 nha mọi người. Đây là số này của em có liên kết với Zalo luôn nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng của em là xe máy 7-2, đường NE8, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Nếu mọi người còn thắc mắc cái gì đó, những cái dòng xe nào mọi người chưa nắm rõ ra, thì mọi người cứ liên hệ số điện thoại cho em nha. Xin chào mọi người nha.